ý bôi mà không gọi là make up ra một bức make up ra chuyên nghiệp đến. Không, chấm chấm ở đây thôi. À chấm à. Chấm chấm vào xong là bắt đầu mới ấy chứ. Đừng có nhiều quá rồi. Không. Vâng. Có gì nhưng mà phải tắm xong đã nhá. À, À, gọi là cái giường mà. dưỡng à? À, giường à, Thôi tí nữa tắm xong mình sẽ ra bôi lại nhá. ui Rồi. giời. Đây, một chiếc gương đơn sơ. Đấy. Ok rồi, chào các bạn nha. Giang. Hello chào các bạn nhé. Đây, hôm nay lên để chuẩn bị cho một cái buổi gọi là buổi gì? Động đất à? Hay là cái buổi gì? Bùng nổ à? Thôi, thì bây giờ là đi vào mình sẽ là chuẩn bị cho Linh. Hello bạn. Con em. Đẹp trai như này vậy. Đẹp trai như này là gọi là con em. Chưa đi làm à? Đâu về mua đồ. Ôi, đây có bánh kẹo gì mà ăn vứt vung vãi này. Nôi con vừa ăn. Nôi à? Linh đâu? Ok, chào bạn. Mình tên đâu vào nụ, Linh trong nhà. Tôi giờ về. Sao nhìn mặt uể oải thế? Đâu về đi, đang chờ cắt sắt đưa vào trong. Cắt sắt đưa vào trong à? À đưa vào trong, đưa vào trong. Cắt sắt đưa vào trong à? Rồi, các bạn nhá, bây giờ là sẽ xem qua cái hậu trường cái buổi livestream này thế nào đấy. Hôm nay là sẽ có một cái buổi rất là trọng đại đấy. Để xem là đã chuẩn bị đến đâu rồi. Ây da. Đây. Chỗ này bên phần này thì là cũng là ok rồi này. Nhưng mà tí nữa sẽ sắp đặt lại. Úi rồi, điện thoại để sẵn rồi đây. Nhưng còn bên chỗ giường ngủ này màn biết là vẫn chưa chưa mắc này. Không biết nó ngủ đâu. Rồi ôi. Hậu trường thế này đây. Wow. Đấy. Em út đang ngủ dậy là xong rồi, để bây giờ để anh gập chăn màn cho đây. Phía sau buổi livestream bùng nổ mà như thế này đây. Úi rồi. Cho gọn gọn rồi. Úi rồi. Wow. Áo. Mẫu áo mới. Mẫu áo để gọi là bán làm từ thiện xây trường học ở Việt Nam đấy. Đây, cho vào đây tí chỉ việc mặc thôi. Rồi ok tí nữa sẽ sang chỉnh tiếp. Bây giờ là đi tìm chủ nhân buổi livestream này cái đã. Chủ nhân đi đâu không biết. Linh đâu? 1 giờ. 1 giờ rồi các bạn ạ. 1 giờ rồi. Các bạn xuống tay không bắt giặc à? Không đưa cái gì xuống à? Đưa cái gì xuống đây đi chuẩn bị cho chuẩn bị livestream này. Bảo mua mấy của mình thôi mà. Để ngoài xe mua rồi. À mua rồi. Ừ. Cái gì? Ăn trực mới sợ chứ. Đây. Các bạn đây, vào đây. Đây nhân vật chính đây. Không đến dạy thôi. Ui giời ơi, 1 giờ rồi. Dạy thôi, dạy đi, dạy mà đi ơi đồng bào ơi. Đó, hay rồi. Dạy mà đi dạy là chim đi ngay đây nào. Lời còn khoái nào. Đôi có phải thay áo chưa không? Hả? Rồi, ra đây đi ra đây, ra đây. Đấy, cả chú cả cháu đi ra đây để chuẩn bị đâu. Ui giời ơi. Chào các bạn chưa? Chào các bạn. Mình tên? Hôm nay cháu sẽ hát bài. Hát bài. Cả nhà thương nhau. Cả nhà thương nhau. Thuộc chưa? Thuộc chưa. Rồi, hỏi thuộc chưa? Hỏi thuộc chưa? Để hát thử nào.
hát thử trước nào. Ba hát thử bài ba thương con nào. Ba. Ba thương con. Vì. Ba cắt ta bệnh nào. Ba thương con. Ba thương con vì con rông bé. Bé thương con vì con rông ba. Cả nhà ta. Cùng. Cùng nhau thương nhau. Ta là nhà. Gặp. Gặp. Ui dồi, tí hát trước bao nhiêu nghìn người mà bây giờ vẫn còn ngắc ngoải thế này thì chết tôi rồi. Chết tôi rồi, tôi đi ra ngoài này ngồi hát đi, tập đi. Xong chưa? Hả? Tắm á? Thôi thì vào tắm đi. Rồi. Ok, chào các bạn nha. Đây. Khăn hồng mới chịu các bạn ạ. Không, còn nhầm khăn. Hả? Nhớ me. Giới thiệu các bạn ở đây là một tập thể khăn hồng. Ừ. Đây là khăn tím. Đâu hồng chứ? Đây là hồng. Đây là tím. Đây cũng hồng. Đây là hồng. Tí lên 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 chỉnh màu cho thành hồng hết. Được. Đâu đấy. À. Đây cho tôi đi. Đây. Đi đi. Ôi, cạo râu cạo riếc. Đi à? Ừ. Ôi, ở đây thôi. Tôi ở đây thôi. Nha. Thế vào tắm đi. Một giờ rồi, 1:15 rồi này. Thế còn bao nhiêu tiếng rưỡi nữa à? Nhanh lên còn ra trang điểm, make up rồi các thứ đây. Đây này, các bạn này, cũng phải mang cả cái kem để bôi cho trắng xuống. Đấy, mang kem bôi cho trắng xuống tí nữa sẽ bôi trang điểm nhá. À son. Chờ đây để vào đấy son nữa. Ôi, hòa ơi. Son đâu nhỉ? Son đâu? Đấy. Một thùng này thì không biết là để son để chỗ nào đây. Wow. Để mình đôi thẳng đi tìm son đây các bạn. Đi tìm son mà ra toàn là hạt giống rồi. Ô thu nào. Thu nào nhỉ? Ô cái thùng son là để chỗ nào nhỉ Linh à? Ừ. Đâu, không phải. Đây. Son siếc là để leo phèo phèo đây. Son để cùng mì đấy. Miến son hả? Úi giời ơi, son để cùng cả sa tế này. Hả? Sa tế đâu? Đâu bôi cái gì đấy? Nào. Từ từ đang phải có son cái đắc nào. Từ từ. Ủa trắng nhỉ? Cái này tự ý bôi mà không gọi là make up da, một ếch make up da chuyên nghiệp đến không chấm chấm ở đây thôi. À chấm à, chấm chấm vào xong là bắt đầu mới ấy chứ. Được rồi, nhiều quá rồi. Không à, xin chấm phải tắm xong đã nhá. Cái giường mà à, dưỡng à, thôi tí nữa tắm xong mình sẽ ra bôi lại nhá. Ui giời. Đây, một chiếc gương đơn sơ. Đấy. Nào đây, từ. Đặng kìa. Lôi nè. Lôi được không? Ờ. À. Pick up brand à. Đấy, đặng chưa? Brand cả đấy. Chưa? Có đây à? Đấy, làm phải đặng như này. Có thế nào? Ôi, sao này cái này lem lem ấy nhỉ? Thấy lem lem các bạn ạ. Chờ tí nhá. Hay là do đen quá. Cổ cầm các kiểu. Đấy, dưỡng da ba, các bạn. Ba. Đâu đừng ba mê bọt gì ở trong mịch này. Rồi, xời. Quá đắng luôn. Ơ, cái này trắng đấy à? Chứ có phải là nở đâu. Không phải quảng cáo nha các bạn, cái này không phải quảng cáo đâu. Đây, đưa mặt ra đây. Bập bập bập.
bập 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 Brang bonita bonito nè. Không 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 không. Cái này không. Không trắng nổi. Tây quá. Hả? Nhưng mà vào đây cũng khác gì nhỉ? Cũng khác gì cả. Rồi trắng ấy, được đấy nhỉ? Ừ, trắng ấy. Có sót để đâu? Cho như trong phòng. Wow. Ơi da. Ấy, wow, trắng các bạn ạ. Hay nhỉ? Hay nhỉ? Lâu lắm rồi mới bôi cái gì lên mặt đấy các bạn ạ. Ôi, ui, cầm đen xí này. Ấy, các bạn thấy chưa? Mặt nó trắng như này. Thì đó. Son này các bạn nhá. Để làm tí son cho nó diễn môi này. À. Ha, anh nhây vào. Nào, không phải nhón trước đấy, bắt đầu mới bấm chứ. Đâu sẽ nhọn lên vào. Lạ lắm. Chưa bao giờ kiểu đánh son kiểu chu chu kiểu như này đâu các bạn. Mím 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 mím. Cái này là chỉ là son bóng thôi, dưỡng môi rồi để tí. Nào. Nào có đây mím chưa? Mím chưa? Thì cái tóc đâu? Tắm đi vào tắm đi xong là để làm tóc rồi như thế. À, rồi được rồi. Trắng lên chưa nè. Rồi nào nào. Lem lem nhỉ? Da nó lem lem nhỉ? Đẹp cái gì nữa? Đẹp đi. À, các bạn thấy đã đẹp chưa? Đồ này này. Người ta make up thì là có gương rồi là bóng điện, bóng điếc là chiếu chiếc các kiểu như đây. Bàn make up đây. Và một bàn make up là cốc, chén rồi là các thể loại đây. Nước đây. Ý chà, trắng này. Nhưng mà lôi biển màu nhỉ? Được rồi, được rồi. Lôi không biến màu các bạn ạ. Ừ, để đi lại, đi lau mặt lại cho mồm. À, đi. Đây. Khâu chuẩn bị rất là... Đây, ra đi. Đây. Đây là đây kì. Rửa mặt cho lôi ra. Ok, trắng hay nhờ, vẫn trắng ấy. Ok, đi tắm lại, rồi tí rồi bôi sau. Bôi phải bôi cả người luôn các bạn ạ. Bôi phải bôi cả người luôn đấy. Rồi tai các kiểu này, sau gáy này. Không khéo, không khéo là hết cái lọ kem này luôn. Nào. Đến đây nào. Đấy. Cái khâu chuẩn bị là cái khâu bao giờ là quan trọng nhất. Tí còn là nên sóng lên xiếc. Tí còn là đi vào chỉnh. Rồi đi tắm này nhá. Tắm thành. Ui ui, con nghe. Rồi. Ngửa ra đi. Ngửa được ngửa thế nào? Hả? Tí nữa tắm đi xong rồi để anh còn tắm. À, bây giờ để đi vào ấy nhá, vào tắm. Đi. Đây. Đây. Đây, mời các bạn hãy quay đi vào trong này. Đi, quay lên này. Rồi, bây giờ đi xem màn loa đài thế nào nào. Vào xem loa đài. Úi giời. Đây là ghế để ngồi đây, áo sống chuẩn bị, nước hoa, đây, quả nước đây. Mic, thiếu hai cái mic. Bluetooth mode. Alo. Alo, 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 em muốn chúng mình là gì? Anh muốn chúng mình là hơn, anh muốn chúng mình là hơn, anh muốn chúng ta hơn là bạn. Anh đã thực sự yêu em quá lâu, anh đã thực sự yêu em quá lâu,
không giúp em được lửa đâu. Y à cô, ok ok, 1 2 3 4. Alo. Ui giời, xuống ngay, ngã bây giờ hả? Đã chưa đến tuổi đi xe máy, xuống nhanh cẩn trương. À. Đây ngồi xuống đây. Nào. Nào từ từ chỉ đấy, ngồi xuống đây nhá. Ngồi 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 xuống đây. Để lấy xem ánh sáng thế nào tốt nhỉ? Đấy. Rồi, ok các bạn nhá. Rồi, từ từ đã. Đứng đi. Nào từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Nào, rồi. Ok các bạn nhé, bây giờ là mình sẽ đến cái phần làm tóc cho gọi là Linh. Từ từ nào, làm sao mà làm được? Một mình là mình làm sao mà làm được? Để buột sạp đã. Đấy, nhiều quá đây. Thôi được rồi, à đi thôi, như này được đấy các bạn. Các bạn thấy để kiểu này được không? Được đây, hay để. Hả? Để kiểu này không được, được. Hai máy. Được, từ từ, đã bình tĩnh. Đấy. Như này là được các bạn ạ. À đi được ơi, kiểu đi được đấy. Kiểu không. Nào, bình tĩnh nào. Bây giờ là sẽ tạo một số kiểu tóc. Ai lên lên một sạp lên lên đi lược. Ờ nhờ. Quên. Thôi. Để dễ, ngược lại để dễ. Lấy tay vuột đi, vuột cho đều lên được đi. Thôi, chữ tao đi rồi, tao kiểu gì tao đi. Đấy, kiểu hai bên nó hớt lên như này mới đẹp này. À. Thông thấm rồi. Kiểu dễ ngôi này mới đẹp này. Cái kiểu dễ ngôi này là đang hot đây này các bạn này. Đấy. Được chưa? Được rồi, như người ta Hàn Quốc kìa. Được chưa? Thôi, 10 điểm. Không nghỉ nữa. Được rồi. Gương đâu rồi? Nhìn cái gương thì đứng đằng sau thì mới tạo được hình. Hay để cho nó cụp xuống này cho nó. Thì vuột, hay vuột keo vuột đất đấy. Hả? Lấy tay phủ. À đâu, bây giờ hất sang một bên. Rồi, đây, đây. Hả? Hất sang bên này được không? Chưa gì hút sáp sớm quá. Rồi, nào đi vào. Rồi. Chả đi. Hay để như này. Thôi, đây vuốt cho. Thôi. Để cho tự vuốt được các bạn. Nào xong chưa? Đấy, rồi tóc rồi đi. Đây, lôi, đó cười đó. Cái gì? Này, trông kìa các bạn, nhìn kìa. Hả, à, cười, nhìn Linh đẹp quá đúng không? Hả, à, đi sang đây ngồi, lôi sang đây ngồi. Nào. Bắt nó dưới. Rồi, đi là được đấy. À, đi là được à? À, đi là được rồi đấy à? Đấy, đơn giản như vậy thôi. À. Ui giời, như tắm. Tôi xin để cắt tóc thôi. Rồi. Tôi xin để cắt tóc luôn. Được chưa? Đây, rồi. Rồi được rồi. Tí là mang áo rồi nữa mà nên hàng chú nó xù thì lấy tay vuốt rồi. Đơn giản lắm. Rồi, mái tóc người thương có tóc rồi các bạn ơi. Nào, vuốt đi. Vuốt đi nào. Vuốt đấy, vuốt đi. Nào. Đi chăm sóc các cả diễn viên các ca sĩ ấy. Nào đứng xuống nào để trải nào. Có xịt không? Có xịt không? Có xịt giống Linh không? Xịt giống Linh nhá. Vâng ạ. Vâng ạ chưa? Vâng ạ. Ừ. Nào. Nhắm mắt vào phía ra. Đây là chỉ để cho bóng nó đẹp các bạn. Tí lên hát. Ta bu đi tù. Nào xem nào. Nào quay đây.
Rồi, áo này chú để thay nhá. Quá đẹp đấy. Nào, rồi bây giờ vào thay áo nhá. Thế như nào? Hả? Rồi, đẹp trai rồi, ok rồi. Ca sĩ phải như thế. Rồi, 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 rồi. Thay áo luôn nhá.